tới chương trình chùa tổng như 5 con này. Anh cứ về lại cứ từ cái cổng đấy xong là đi thôi, từ cái cổng chỗ con cáo này là bắt đầu đi là dễ nhất, dễ mà. Thì tìm quái là dễ nhất, tại vì nó toàn đi từ chỗ đấy. Đồ luôn. Đi đâu em nhỉ? Về lại cái mảnh hàn điên bên. Anh về lại cái chỗ cổng con cáo, không đi sang bên phải. Đây màn hình đây. Xuống dốc bên phải. Con cáo đây. Con phải là chỗ này. Đi xuống, xuống thẳng trước mặt em. Đây á. Quay lại. Không quên rồi. Đi sang bên phải cái cổng. Ai á? Đúng. Đau rồi. Qua cái cầu. Lông dời này. Skip mấy con quái nhỏ nha anh ơi. Trời ơi kinh nghiệm đó em. Anh gần 80 rồi. Đâu em nhờ? Không... Lên dốc bên phải. Kinh nghiệm cái đấy. Đây luôn hả? Ừ. Trái. Lên bên trái. Nãy chỗ này em đi rồi mà. Có con boss nào đâu. Quá mà. Kinh nghiệm cả đấy. Lên cái cột này. À đây hả? À? Đúng rồi, nói đấy anh. Sao nó vẫn dùng chiêu được này? Ôi. Ngay ra chưa bắt đâu chưa. Đéo đấy. Đấy. Con này đấu tay đôi. Ây da, còn mấy hai nữa hả? Thằng kia dễ quá đi. Ôi. Em đánh vãi lồn. Má đánh muốn bệnh. Mày cái chiêu như cứt em ơi. Tao về anh về lại xét lại chiêu đi. Lắp lại cái đích thân. Chiêu như cục cức. thấy mọi người thường vẫn dùng định thân hơn. Thì đó. Chiêu này xài trắng cái mana luôn mà. Mà nó chả có tác dụng đéo gì cả. Quy mình cũng phải test mà. Lên chuyện gốc anh. Mà không có đi sao quá vậy? Đâu anh tê đây là ngay trên đầu. Bỏ qua mấy này đi. Còn mana đánh đánh chiêu yêu. Vào mông nữa, vào cái người đi, vào cái người đi. Đánh đầu ấy. Ây da. Còn mà cái đeo đây. Tay con này có haki á. Nhìn nó thấy nó tụ lực cười. Mẹ ấy y quá, không đóng băng nữa. Trời ơi, 2-1 rồi. Mày con này mà đánh chật vật quá vậy. Ý lại quá vậy. Cái đéo gì vậy? Quên đổi bộ chiêu pháp. Đừng chiêu yêu nè con. Ui, võ phong cao cường quá vậy. Mà Lương Hoàng Cước à. Ui rồi. Ây da. Ôi giời ơi. Anh hổ Ây da. Con này khỏe quá. Ta biến hình hổ clutch. Con này chó đồ hơi lỏ em nè. Ui, siêu cỏ này mạnh không? Cũng chém không... được mấy phát. Thi triển quyền cước. Các phần cố pháp gì? Không, mọi người em thấy không ai dùng cả. Ừ, thế người ta dùng con gì? Thường dùng mấy con có kiểu đánh nhau được dài như kiểu con hổ. Hổ này á? Ừ, hổ ca đấy. Kiểu giống như thế. Hóa thân cùng. Đánh được nhiều đam hơn. Nào, đối tượng tiếp theo. Ở chỗ cái đền ở trên núi ở sau con ếch vừa nãy anh đánh, chỗ ông già. Ông già nào? Lúc ông già làm nhiệm vụ quả dưa hấu ấy, cái đoạn đi lên 2 cổng nó dễ xuống ấy, vẫn trong cái núi mà. Thì anh đi bộ lên nó. Hai cái con nó quấn nó cũng... Sao nó đá đào thế trời? Thì nó phải trói hai tay để có tí đá nó phải mạnh. Xong nó gỡ tay ra đánh còn ác hơn nữa. Tiếp đi tiếp. Ở dưới. Xuống cái miếu ở dưới dễ phải. Làm có con gì ở đây? Giật mấy cây đi. Ui địt. Con gì đây? Giật xong. Trời ơi. Ôi cơ bản quá vậy. Kính chiếu yêu. Cá mà. Mình cũng cá mà. Trời ơi, cái cây này nó ngắn quá mày. Ôi, nó định làm gì em ơi? Cái trái mà. đâu rồi? Mẹ cái hái vô, hái cái gì lên vậy? Lên chùa thôi anh ơi. Thu phục liền. Còn nào nữa không? Ở dưới này hết rồi, lên chùa. Nhưng mà anh còn cái bút của con hồ ly không? Còn. Thế lên chùa, lên cổng chùa, anh tele lên. Mình phải đi quét sạch hết chứ em. Quét là không còn một con quái nào trên map luôn em không? Quét hết bot rồi mà. Và đánh quái nữa mới lên level đi. Ta lên cổng chùa anh. Ui rồi giáp ghẻ thế. Con này trông nó chậm chạp quá nhờ. Thuấn đi. Đây à? Đó, lên cái đấy đầu tiên. Cần thấy người. Không, anh phải quét để mà đến cùng tìm rương chứ là anh tìm... Không, tại vì... Đâu chùa... À, đúng. Đâu? Ở đằng sau anh. Đằng đây sau. À? Chạy thẳng sang phải, chạy thẳng sang bên phải. Ôi cổng xong mắc trái. Kinh nghiệm đấy, kinh nghiệm đấy. Ui, kinh nghiệm nhiều thế. Đãi farm rồi. Kinh nghiệm nhiều ấy. Rồi, 80. 80 mà. Ui, snack này. Được không? Nguyên liệu. Đừng nói vô chùa này nha. Ra ngoài cổng anh. Đi đây, ra ngoài này. Bên trái mà, ra bên trái kìa. Ở trong này còn đồ. Đồ ở đây em. Có lấy rồi đó. Bú ngay. Uầy, bài pha mới. Có cậu. Đâu, anh cho hôm nay có gì không? Tò mò. Sao lại không có gì trong đây nhỉ? Vô lý thế. Bếp nhưng mà có cái rương chứ nhỉ? À, cái canh khí lực của anh tuột nhanh quá. Tới rồi. Hải thưởng tăng. Con này trong a đồ quá vậy. Mày ngã luôn. Ai da. Đâu tay. Mẹ khó chịu quá vậy. Ai da. Né này à. Trời ơi là trời. Một tỏ ơi. Ok. Ôi múa này lên. Ủa? Có mà, nó có tính mày. Nó vẫn đây là anh là dùng chiêu mà. Hay nhỉ. Mình lại về lại cổng chùa thôi. Hóa xương có đẹp mạnh không? Không, em không thấy ai dùng. Em ơi, phải đi xuống đây đã chứ. Còn quét. Má con này nó mạnh kinh nghiệm nhiều này. Ai da. Để đánh đau một trò. Ui kinh nhiều quá. Ui 400. Em đào chưa? Nó đấm vô đá kìa. Nó đấm đá. Ây da. Tụi ba thằng đi. Nhiều rết. Mỗi thằng. Ây da. Đấm. Đấm ác. Nó bị ngủ đúng không? Nó bị ngủ. Ủa. Lì xì. Chắc là thằng vừa nãy trói tay ở dưới kia cũng học bọn này. Ôi nắm ác. Ôi một tay trúng. Ơi con này đã lấy lên lung đan được nha. Hết chưa? Ấy, con này anh đã đánh đâu. Chưa anh đánh một con giống thế này. Ây da, xe ở đâu ấy? Con riêng trên cái điện nó đang chạy thế nhở? Đánh con ngoài chứ em. Phải cày nhiều linh lung đây chứ con này. À, ôi. Em xin đấm lực. Đéo né được nhờ. Để con mà. Tôi cần linh lung đan. Ủa? Cái này là không có gì hả? Sao kêu đây? Nó phải có rương ở đây chứ. Tất nhiên phải có rương đây chứ. Chính là chuyện. Ê, rương này thấy chưa? Đấy, nguyên liệu này cần lắm á. Mình nâng nó siêu cấp vũ trụ. Một cái điện. Có nên đánh con này không nhờ? Ủa, bình thường mà thành quái rồi. Lúc chưa anh đánh con bốt như này. Con này là con quái rồi gì? Đó. Đúng rồi, bốt lúc chưa anh đánh rồi. Trời ơi, con bốt ghẻ. Trời ơi, linh lục đan đây rồi. Ui dồi, mẹ. Ui dồi, đeo né được kìa. Đi xin ạ. Ôi, mày đấm lực á. Anh trượt sang bên cạnh. Lùi rồi, nó vẫn húng. Con mẹ đéo né được không mà. Con này phải đánh từ xa. Ui, mẹ mày nhiều xương cỏ vậy. Mẹ có nên đi về không em nhờ? Đọc từ thằng một anh. Đứng xa nó không đứng xa nó không nghe thấy. Không, ngoài tầm nó không nghe thấy, đấm loạn. Ok. Anh đứng sau cửa trước cái nắng kia được tầm đấy. Nope. Sao rồi? Chạy rồi. Tới. Không tới. Tới. Sao là không tới? Úi dồi. Đấy. Đây phải lui ra khỏi cái tầm nổ cái đống này đó. Tới chưa? Chưa. Ấy, tâm huyết xa, ngon chưa? Đây, tới này. Đi farm đồ là phải thế em ơi. Đi farm đồ là phải thế này. Hết rượu rồi. Còn má, còn con này nữa. Ây da. Thôi không ổn rồi. Gọi anh hổ đây. Lực quá luôn. Tôi chém nhầm rồi. Tí hút em đừng đùa. Chết mặt lại còn mấy anh rồi. Lên lung lan đấy. Thì trái anh ơi, còn mấy anh tư. Đi xin nữa. Bỏ đi, để mà anh đi nhặt hòm đây. Đông đấy, đông. Đông đấy. Anh chắc chưa? Ôi cái bãi này đấy. Ôi cái bãi này đông đấy. Ô. Cái bà này chép ác quá vậy. Hôm nay không mua mà. Trong cái chùa này còn mấy cái điện khá khá đấy. Này, nó phải ý là nó phải có cái đi sang trái là anh vào quét luôn. Phải có chỗ thuyền chứ. Đây đâu à? Thôi, mẹ đó nhau nó mất thời gian lắm. Bỏ qua đi. Mẹ phải có cái rương nó nằm đâu chứ. Về đến cổng rồi này. Mà thằng này đéo mù. Sợ đội tao chưa? Gần 81 luôn mà. Mình chạy ra cổng Z cái vào anh ạ. Cái anh muốn tìm là cái rương. Đâu nữa em nhờ, đi đâu nữa em nhờ? Đi lại vào chỗ vừa nãy, có hai cái cầu thang hai bên đấy. Tay á? À? Vào thẳng trong... Ôi, mấy ông sư múa. Mẹ lại đánh với nhau với thằng này à? Mình bỏ qua nó đi. Bỏ đi. Bỏ rồi. Ai à, ai à. Bỏ là bỏ thế nào? Nó láo. Nó láo quá mà. Nó láo. À da. Ôi. Đi này. Đi. 81 baby. Đào quá. Nó quấn muốn bệnh luôn. Mình lên cấp đèn trước mặt tôi này. Đâu? Đây à? Bên trái. Để điện bên trái. Mình lên cấp 81 rồi sao? Anh lên rồi mà. Đấy là mình lên cấp cao hơn nữa thì sao? Vào thẳng luôn anh, trước mặt. Lên cầu thang. Bỏ nó luôn. Quầy quét hết cái chỗ này. Ai da. Mày nó phục kích, nó phục kích. Chạy ra khỏi bên phải. Phải. Rồi anh chạy ra sau. Đây à. Lên thẳng luôn này. Ui, mẹ nhiều đường á. Đáng, anh toàn chạy thẳng vạch từ dưới cổng thẳng tuột. Bớt kiểu đi mẹ mày. Tính ra con này là con bốt ẩn đấy chứ. Ui, giống con dế quá vậy. Nhân căn thọ sắc. Bí xỉu chú xương. Đeo đây. Đây nói chuyện, chỗ người lớn đây nói chuyện. Chú Trần Chinh Chi, bù xỉn tha yuan. Như anh phải về nói chuyện lại với con cáo. Cái gì? Cái tay lấy về nói chuyện lại với con cáo. Hoặc là anh phải biến con cáo đi vào đây. Ủa thế là cái thằng phải thư sinh này ngày xưa không? Nó đấy. Nó già dữ vậy hả? Đến lúc cốt truyện vào nó đi tu mà. Đây rồi. Mà tôi thấy ông này giống quỷ rồi. Mặt ông này có mấy cái súng cái tí lúc đánh con hổ ấy nhỉ. Đau lòng à. Ai à, đó ta cầm hèn hạ. Ui, anh out level. Không dùng được siêu. Cũng đánh mình giáp nào. Sao? Ông này mới phây đấy. Ông này yếu đánh anh Ben out sâu đây vào lắm rồi. 1800 luôn ạ. Nà bật tôi rung không bên. Yêu ú phá chiến thô. Cút. Ô chết, chết ngồi luôn à. Lên lại. Oh. Ông này tu đéo gì, ông này cũng là yêu quái mà. Không xứng đáng để ta thu phục. Anh ấy lên cái chỗ có hai cái con khổng lồ ở trên sân. Như này. Nốt con cuối cùng. Đi đâu nữa em? Lên lên cái sân to to ở, anh chạy về lại cái sân. Đây đây về. Hai cái cột. Không anh đi bộ về cũng được. Thích đánh mấy con Lee Sin. Ê, anh đi khám phá hết chỗ này đã. Cái có hòm. Trong mấy mà ông này quầy anh mà quét hết bắp này cũng quái lìn nữa chứ. Cái map này nó rộng mà anh chạy một đường thẳng thì nó bị skip nhiều. Chính ra anh còn chơi sau nhạc sang chap 3 nhưng mà anh còn xong sang chap 4 trước cả nhạc. Xong rồi đánh lại. Hòm kia. Thấy chưa? À. Anh kiểu đánh rớt nhanh xong rồi đánh càn lại mát. Đánh thì nó mới thú vị. Ây da. Đi đâu em nhờ? Về lại sân. Ê, chỗ thiền nè. Mấy cái này quan trọng lắm á. Đấy. Anh phải nhặt hết. Chỗ này á? Đi lại sang bên trái nhưng mà anh xuống dưới thôi. Xuống dưới anh. Ủa? Tại đây đi rồi. Quạ xuống cầu thang, xuống cầu thang. Cẩn thận mà bấm. Làm gì căng ấy. Sao em nhỉ? Lên cầu thang không, đi sang bên trái. Lên lên trên trên. Đây à? Lên cầu thang trước mặt đây. Ủa này đánh rồi mà. Không, sang bên phải, đi sang cái điện bên phải. Lúc sáng anh giờ kịp, anh chạy thẳng. Để mà chạy thẳng lên điện luôn mà. Sao chạy thẳng lên điện quýt bốt cuối luôn. Vào hoa bốt cuối luôn, mọi người hú hết rồi. Còn con bốt đi. Bỏ luôn. Con cuối cùng của cái map này còn sót lại. Ôi da. Đừng bắt tình chữ yêu nữa là không đồ đánh nữa anh ạ. Clear rồi, hết bốt. Ô ơi, mẹ tên vãi lầu thật. Chính là bọn nó còn đánh hết con bốt cuối xong, nhưng mà mới đi đánh con Salong, con rồng hôm qua anh, rồng xét anh hôm qua anh đánh. Tại vì con đấy là bốt ẩn đấy. Anh lại mò đi đường bờ biển, anh còn mò nó ra trước luôn ạ. Mọi người chờ mong trải nghiệm em ơi. Mình vào chap 4 thôi anh. Năm điểm. Thôi cái thúc bot ẩn ở đây thôi. Ừ. Mai mình vào chap 4. Mai chơi tiếp. Mai chap 4 đợi anh em chơi cùng cho vui. Hợp lý. Rồi kết thúc video đây là đẹp. Được tầm 2 tiếng. Thôi đi anh em ơi. Tôi đã clear hết bot ẩn của chapter 3 rồi. Bây giờ chúng ta tiến đến chapter 4 rồi. Let's go. Tôi kết thúc video đây. Bye bye anh em. Nhớ để lại cho tôi một subscriber nha. Cảm ơn anh em nhiều. See ya.